with you. What's your name? Oh, there's a Korean. Yep. Okay, okay. Why I want to see this one? Okay, so hôm nay á thầy share cái cách mà mình làm cái dip này nha. Thì hôm nay cũng đơn giản thôi, lâu quá không có gặp mọi người. Hello everybody, thank for you guys watching. Okay, mình đợi mọi người vô đông ha, mình mấy anh chị share giúp thôi này nha. Okay, thì trước tiên á mình gắn cái móng á, thì cái móng á lúc nào nó sẽ thẳng, nó đi theo cái đường của cái, đừng có nhìn cái móng nó quẹo mà nhìn cái ngón tay người ta đi á. Cái ngón tay người ta đi như thế nào mình gắn theo cái chiều của cái ngón tay thì cái móng sẽ thẳng đặt. Ok, đừng có nhìn theo cái móng mà nhìn theo cái ngón tay đó. Cái móng này nó bị có bị làm gãy, so Tony sẽ dùng cái móng giữa là móng số 5 nha. Mình gắn theo cái chiều của cái ngón tay như này, đừng có gắn theo cái móng nha, nhớ nha. Thường mấy anh chị thấy cái ngón không, cái móng tay nó sẽ đi qua bên đây, nhưng mà Tony gắn cái móng nó sẽ giật về bên đây tí xíu. Mình sẽ canh theo cái ngón tay để mình gắn, chứ đừng có canh theo cái móng nha, nhớ. Ok, này thì dễ rồi. It's easy. Hôm nay mình sẽ làm cái màu rất là nhẹ nhàng, màu giống như màu Stephanie vậy đó, màu NU02. And then hôm nay mình sẽ bỏ xong cái sticker lên. Cái sticker nó sẽ làm cho mấy anh chị không, bây giờ nó rất là dễ làm. Sticker người ta dán rất, bán rất là nhiều loại. Cái loại thì giống như Chanel hay là hình ảnh, tất cả cái bỏ lên rất là easy luôn, rất là đơn giản để làm. Mà mình dùng là mình dùng dip nha. Hôm nay mình dùng dip nha, mình không có dùng gel, không có dùng gì hết. Thì mấy anh chị mình coi tới, mình sẽ share cái cách, Tony sẽ share cái cách nào mà mấy anh trẻ cho mấy anh chị làm cái sticker rất là dễ, dễ kiếm tiền lắm, rất là dễ kiếm tiền luôn á. So I'm gonna say hi to everybody. So today I'm trying to show you guys it's really easy simple to do with how to dip with the long nail and how can we can keep the shape and still we feel it, the shape still look good. And then I'll show you guys how to apply for the sticker on the nail. It's really easy how to do it. And then everything we use today is like dipping powder from New Genesis company. Okay, we don't use gel, we don't use nothing, just dipping powder. Okay, I show you guys how to do it. Thì trong khi mà mình nói chuyện á, thì Tony sẽ nói giống như là vừa hai thứ tiếng luôn, tiếng Việt và tiếng Anh. Thì cho những cái người nào á, họ không phải người Việt mình á mấy anh chị, họ cũng có thể biết được nha. Thì nếu mà có gì thì mấy anh chị góp ý dùm. Thank you for the guy watching. Cảm ơn mấy anh chị đã xem live stream nha. Thì mấy anh chị coi thấy nó có cái help, có cái sự giống như là có ích cho mình á, giúp cho mình á, thì share giúp cho mình, share cho chủ group á, hay là cái fanpage của mình á, để cho mấy anh chị khác á, họ biết cách mà để làm nữa, để kiếm tiền trong cái mùa dịch này ha. Hy vọng là mọi người được qua khỏi cái mùa dịch này được suôn sẻ, trôi chảy. Hy vọng thôi. Thì cái cách này là những cách làm mà Tony chuyên môn suy nghĩ, những cách nào mà nó đơn giản nhất để giúp cho mọi người dễ kiếm tiền. New Genesis cũng vậy, họ làm những cái powder, những cái màu rất là đơn giản, nhẹ nhàng để cho khách người nào cũng có thể sử dụng được hết. Và cái powder, mấy cái products của New Genesis họ làm á, rất là easy để cho cái người nail tech á sử dụng. Tại vì khi mà một cái product đó mà mình làm á,
mà nó khó khăn cho người 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 nail tech á, thì lúc mà mình làm á, mình sẽ cảm thấy bực bội, nó không có theo cái ý của mình á. Những người mới vô nghề thì nó hơi khó khăn tí xíu. Thì cái công ty Nutrien sẽ họ gắng làm những cái product sao mà để cho giúp đỡ cho mấy anh chị làm sao mà cho nó đơn giản dễ dàng nhất và đem lại cái chất lượng cho người khách hàng, họ sẽ quay lại với mình nhiều hơn. Đó là cái điều mà công ty Nutrien sẽ họ làm, họ cố gắng làm. Ok, sau khi mình gắn cái tip xong á, tôi thì sẽ share cái cách này nha. Tại vì cái tip này á, là cái tip thẳng mà nó clear. So khi mình gắn xong như vậy á, nó dày hơn cái tip thường mình rất là nhiều. Tôi thì sẽ show cái cách làm sao mà cho đừng có bị cái G này như thế này nè ha. I show you guys, ok. So bây giờ nha, bây giờ mình sẽ hỏi khách cái len nào mà khách muốn nha. So with the lens you like, honey? Oh, let's see. This one. So we go this one first, okay? So how about like this? Yeah, that's good. It's good. Mm-hmm. So khi mà mình cắt á, mấy anh chị, cắt cái móng á, ví dụ như một cái ngón này thường thường á, là ba cái ngón này á, là nó sẽ đi cùng với nhau. Hôm nay á, là mình share, hôm nay á, là Tony share những cái gì mà basic nhất nha, okay? Basic nhất cho everybody, okay? Okay. Show, I show you. Mấy anh chị sẽ đo hai cái ngón này, ba ngón này bằng len với nhau hết nha. Đó. Mình đo từ cái cuticle xuống, and then mình cắt. Ok. Sometimes mấy anh chị sẽ nhìn thấy, cái này sao nhìn nó ngắn hơn, cái này nó dài hơn. Là tại vì á, khi mình đo như vậy á, thì cái file tie á là cái nail base của mỗi cái finger nó different. Ok, cái thì nó dài, cái thì nó ngắn. Thì khi mà mình cắt á, mình phải cắt, mình nhìn, đừng có nhìn từ cái móng này ra đây, mà mình nhìn từ trên cái cuticle xuống dưới cái tip nha. Ok. Tại vì khi mình bỏ cái màu lên rồi á, mình sẽ không có thấy cái clear ở dưới, mình sẽ không có thấy gì hết á. Thì khi mình làm như vậy á, mình sẽ cái màu nó lên đó, mà rồi á, mình sẽ đo lại thì thấy, nếu mình nhìn từ cái tip á, mình sẽ thấy được là cái ngón tay họ sẽ không có đều, ngón ngắn, ngón dài. Thường thường á, là cái problem á, là nó bị từ cái ngón giữa nhiều nhất. Nên mấy anh chị cố gắng đo từ cái cuticle nè, xong xuống tới cái tip nha. Ok. You like coughing, right, honey? Mm-hmm. So ngón cái thì mình sẽ đo với ngón cái ha, sẽ cho nó đều với nhau. Đợi mấy anh chị vô đông đi, mình xem mấy cách này trước, từ từ rồi mình sẽ, cái này hôm nay mình sẽ dành cho những cái gì mà mấy anh chị nào mình mới bắt đầu á, nó thật là đơn giản nhất nha, đơn giản nhất, dễ kiếm tiền. Ok, bây giờ Tony lại thích làm mấy cái sticker vô cùng. Nó nhanh gọn lẹ, màu của Nutrien mình cứ nhúng lên xong rồi bỏ sticker lên thôi là lấy tiền, rất là đơn giản luôn, mình rất là thích luôn á, kiếm tiền nhanh mà lẹ hơn nữa. Mình bỏ sticker trong khoảng một nốt nhạc thôi là mình đã có tiền rồi, không cần ngồi vẽ mất công lâu lắm, mất thời gian. Khi mà mấy anh chị ấy xong á, mấy anh chị dũa nha, mấy anh chị ngó lại thử, quay lại, turn lại đi thôi, quay lại coi cái móng mình có nó cần bên nào dũa, cần bên nào á thì mình coi lại ha. Bình thường thì nó bị bên đây nhiều nè, tại cái ngón của cái cô này á, nó không có thẳng, cái ngón của cổ nó bị khúc khỉa, nó bị quẹo bên á. Tại vì cái người ta làm việc bằng tay nhiều quá mấy anh chị, thì nó cái ngón tay của mình nó không có được thẳng giống như mình thôi. Giống như thợ nail thường thường bị ngón trỏ nè, con này cũng bị ngón trỏ nhiều, nó không có thẳng được. Rồi mình cứ dũa nhẹ nhẹ thôi, tại cái shape này của cái móng này nó có sẵn rồi, thì mình chỉ cứ dũa nhẹ thôi và nó ra cái shape này.
You like skinny, right, honey? Mm-hmm. Good. That's so easy. Mm-hmm. Dễ lắm, anh chị thấy không? Dũ hai bạc cá là nó ra cái xét rồi. Nhưng mà nhớ khi mình gắn cái chip lắm, anh chị. Cố gắng nha. Cố gắng cái gắn làm sao mà cho nó thẳng cái ngón nha. Chứ để không á, nhìn ra nó mất cười lắm. Nó quẹo một bên á. Tại cái tay người ta, một cái ngón người ta đi một bên, cái móng đi một bên. You see that the story is so cool, right? I know. Watching a whole movie. Yeah, I like it, honey. Mm-hmm. Okay, khi mà mình xong cái này ha, rồi Tony sẽ mình sẽ xe cái cách làm sao mà để cho cái móng của mình á, nó sẽ giống như láng để mình nhúng sẽ không có bị gồ ghề nha. Cái này quan trọng lắm đó nha. Thì thường thường á, trong một cái bộ nail á, cái shape, cái cuticle nó rất là quan trọng. Và cái foundation á là cái nền của cái móng mình nó sẽ phải quan trọng. Để khi á, cái dip này nó không có giống như cái acrylic. Tại vì khi mà cái dip này mấy anh chị mà dip lên á, nó cái mặt bằng nó không có đó, mình không có tạo được mặt bằng á, thì nó sẽ khi mà cuối cùng á, cái móng mình ra nó sẽ bị gồ ghề rất là xấu. Nên mình gắng cố gắng làm sao á mà mình làm cho cái mặt móng của mình á nó phải láng nha mấy anh chị nha. Xong thì dũa nè, dũa nhẹ nhẹ thôi, mình coi bên nào mà nó méo nhiều á thì mình dũa lại cho cái móng tay người ta nó thẳng nha. You like it? Như ngón giữa này nó bị cong thì mình phải canh làm sao mà cho nó thẳng, chứ không á mình bỏ lên bọt lên á một hồi á mình dũa lại nó bị dễ bị mất màu lắm. Lâu lắm rồi Tony không có like thường, tại vì mình cũng bị gì á, khách của mình phải làm giải quyết khách biết, nên thời gian nào Tony sắp xếp mà có thời gian nào mà rảnh á Tony sẽ like cho mấy anh chị liền nha. Mình có cái cách nào mà thấy mình thấy đơn giản mà dễ kiếm tiền ngay bây giờ á thì mình sẽ share hết. Ok, I try to like do the live stream more to show everybody the way to do the nail, how the simple to do it, natural.